Quán nhậu này chính là nơi đã xảy ra vụ việc kinh hoàng. Một nhóm hơn chục thanh niên kéo đến đập phá, chém người lúc rạng sáng 9 tháng 8 năm 2020. Quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, nhóm người này cầm theo hung khí đến quán đạp hàng rào, xông vào bên trong chém một nam thanh niên khiến người này bị thương. Một chiếc xe máy tại quán cũng bị chúng dắt ra ngoài và tiếp tục đập phá các tài sản tại đây. Toàn bộ vụ việc đã được camera an ninh của quán ghi lại. Một nhân viên tại quán nhậu này cho biết, người bị nhóm này chém là nhân viên của quán, khoảng 23 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm ăn uống tại quán, rồi dẫn đến đánh nhau vào khoảng 22 giờ tối 8 tháng 8. Chủ quán vào can ngăn cũng bị thương. Hai nhóm thanh niên sau đó bỏ đi. Một lúc sau, có nhóm thanh niên cầm theo hung khí để đập phá, chém người tại quán. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ điều tra truy xét nhóm người này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.